hai đời chồng vẫn lãnh đạm chai nợ chăn voi. Phó giáo sư, thí sinh Nguyễn Văn Tuấn thể, chị N. G. A, một nữ bệnh nhân đã gần 50 tuổi ở Hà Nội tìm đến với nhiều băn khoăn. Ngoài 20 tuổi, chị lấy chồng. Mối tình 5 năm hoàn thành bằng một đám cưới. Thế nhưng, sống với người chồng yêu thương, chiều chuộng, chị V. A lại không có cảm hứng chuyện chăn gối. Mỗi lần sát nhau, chị thấy đó như nghĩa vụ. Chị không cảm thấy ham muốn, đau khi quan hệ hoặc không thỏa mãn chuyện chăn gối. Đau đớn hơn, chị phát hiện chồng ngoại tình. Kinh ha ô lời chị V. A, dù rằng hôn nhân có tình yêu, cuộc sống ban sơ rất hạnh phúc nhưng chị luôn cảm thấy lãnh đạm chuyện hiền thê chồng. Kinh ha ô chị, mỗi lần gần chồng, chị cảm thấy rất khổ sở. Ban đầu, chồng chị còn thông cảm, cố chịu đựng. Nhưng sau đó, chị cảm nhận được sự chán nản, thái độ không hài lòng ra mặt của chồng khi sát nhau hiền thê. Rồi điều sốt ruột nhất cũng xảy ra khi chị phát hiện chồng mình ngoại tình để giải tỏa nhu cầu. Chị hoàn thành cuộc hôn nhân thứ nhất và tìm đến cuộc hôn nhân thứ hai nhưng không đổi mới được tình hình. Giờ đây, gần 50 tuổi, chị V. A vẫn không có cảm xúc tình dục. Khi mối quan hệ hôn nhân lần thứ hai bên bờ vực sụp đổ cũng vì nguyên nhân trên và còn nhiều tình cảm nên anh chị quyết định đến viện sức khỏe tâm thần khám. Phó giáo sư, thí sinh Nguyễn Văn Tuấn cho bệnh nhân thực hiện cờ ác kiểm xét nghiệm kinh ha kinh hải, nội tiết, tâm thần. Nhưng tất cả đều cho thành quả bình soàn. Ngoài ra, cờ ác kiểm lương y cũng tiến hành đánh rét mức quý phái chấn thời thơ ấn của bệnh nhân. Chị được chẩn đoán ác kiểm định bị rối loạn công dụng tình dục. Kinh hà ô phó giáo sư, thí sinh Nguyễn Văn Tuấn, có rất nhiều trường hợp còn trẻ nhưng không có ham muốn tình dục, không có cảm xúc khi sát nhau. Số đông mọi người nghĩ rằng cờ ác kiểm rối loạn liên quan đến sức cốc hải tình dục ở nữ giới là do cờ ác kiểm bệnh thực thể, nhưng thực tế thì ngay từ tuổi 20 đã có 10% bệnh nhân nữ bị rối loạn sức cốc hải tình dục là do sức cốc hải tinh thần. Tuy nhiên, gần đây, một số bệnh nhân có kiến thức về mối liên quan này và đã đến khám chuyên khoa tâm thần khi họ gặp gỡ rối loạn về sức cốc hải tình dục. Tuy nhiên, việc còn nhiều người xấu hổ khi nói về tình dục cho thấy điều đã cũ nhưng vẫn chưa đổi mới là người Việt rất kinh hãi khi nói về tình dục, dù là nói về những chuyện nghiêm túc, về cờ ác kiểm kiến thức khoa học ở cờ ác kiểm diễn đàn chính thức. Rất nhiều bệnh nhân gặp gỡ cờ ác kiểm trục trặc. Và điều đáng băn khoăn là khi trục trặc, họ đi khắp nơi, khám đủ thứ bệnh lý mà không nghĩ đến ảnh hưởng của sức cốc hải tinh thần. Gần đây, khi gặp gỡ vấn đề, đã có những người đến khám chỗ chúng tôi đầu tiên, họ cảm thấy về thực thể là cốc hải mạnh, vấn đề gây rắc rối là sức cốc hải tinh thần, phó giáo sư, thí sinh Tuấn cho hay. Rối loạn tình dục dễ bị bỏ qua. Rối loạn công dụng tình dục bao gồm cờ ác kiểm chế độ cờ ác kiểm nhau, trong đó bệnh nhân không thể tham gia vào mối quan hệ tình dục như mong muốn. Có thể thiếu quan tâm, thiếu thích thú, thất bại trong phục vụ sinh lý quan trọng cho mối quan hệ tình dục có hiệu quả hoặc không có khả năng cảm nhận cực khoái. Phụ nữ phải đương đầu với nhiều vấn đề cá nhân, gia đình, sự nghiệp, tài chính và một loạt cờ ác kiểm nhu cầu cờ ác kiểm. Hiện nay, mỗi ngày, viện sức khỏe tâm thần tiếp nhận tới 400 bệnh nhân khám, tăng gấp 4 lần so với cờ ác khi đây 3 năm, trong đó có nhiều ca bệnh bận rộn cờ ác kiểm bệnh lý liên quan đến sức cốc hải tình dục. Trong lĩnh vực chăm nom sức cốc hải tâm thần, sức cốc hải tình dục được kinh ha xét ở 3 khía cạnh, cờ ác kiểm vấn đề liên quan đến sự phát triển và định hướng giới tính, cờ ác kiểm rối loạn công dụng tình dục và cờ ác kiểm rối loạn tâm thần và hành vi liên quan đến thời kỳ sinh đẻ. Kinh ha ô nghiên cứu giới thế hệ nhất năm 2018 của Sophie Kinh Hải đăng trên tạp chí Lan Kinh Ha, 88% trẻ gái thanh thiếu niên có nguy cơ trầm cảm sau khi bị tiến công tình dục, 71% ca có nguy cơ sốt ruột, 91% có nguy cơ rối loạn kinh ha sau quý phái chấn sau 4-5 tháng, 80% được chẩn đoán một loại rối loạn tâm thần. Cờ ác kiểm rối loạn hành vi tình dục như lạm dụng thủ dâm, ác kiểm cảm tình dục, bạo dâm. Mỗi một rối loạn này soàn có một cờ ác khi điều trị riêng và nhìn chung không có thuốc chi tiết nào điều trị hết được tất cả rối loạn tình dục. Rối loạn tình dục còn thông qua dấu hiệu rối loạn ham muốn bao gồm giảm ham muốn và tăng ham muốn. Giảm ham muốn là nhu cầu đòi hỏi về tình dục giảm xuống hoặc lãnh đạm với những tình huống gợi cảm về tình dục. Ở thanh nữ soàn gọi là lãnh cảm, giảm ham muốn ở nam soàn là đi kèm với tình trạng rối loạn cương dương. Người ta thấy rằng ở cả nam và nữ, khác biệt là ở nam, ham muốn tình dục có liên quan tỷ lệ thuận đến nồng độ kinh ha tốt, kinh ha rôn, kinh hải trong máu.
cơ ác kiểm thuốc điều trị để tăng ham muốn soàn được áp dụng, đó là sẽ sung kinh ha tốt, kinh ha rôn, kinh hải. Bên cạnh đó, còn có những người có nhu cầu tình dục cao, có nhiều đòi hỏi chuyện tình dục hơn bình soàn. Cơ ác kiểm rối loạn này soàn gặp gỡ hơn ở nam giới. Dấu hiệu của rối loạn tình dục còn có rối loạn hưng phấn soàn gắn với rối loạn cương dương ở nam giới và rối loạn tiết dịch ở thanh nữ. Người ta nói nam giới soàn kinh hải mềm không kinh hải mệt, kinh hải mỏi và thanh nữ soàn kinh hải khô không kinh hải khó. Khi thanh nữ bị viêm và sự sụt giảm lượng hormone kinh hải kinh ha rốc kinh ha và rốc kinh ha kinh ha rôn kinh hải thì sẽ bị rối loạn tình dục. Việc chữa trị hết tình trạng viêm nhiễm cũng như việc sẽ sung thuốc nội tiết này có thể giải quyết được tình trạng khô hạn của chị kinh ha. Cơ ác kiểm rối loạn hành vi tình dục rất đa dạng, chủ yếu ớt được sử dụng là cơ ác kiểm liệu pháp tâm lý hành vi. Để trị liệu này có hiệu quả, người lương y ngoài việc phải tìm hiểu kỹ, đánh rất mức một cờ ác ghi rất chi tiết, tỉ mỉ và hiểu rất rõ rệt tâm lý của người bệnh thế hệ mong điều trị có hiệu quả. Một số thuốc có thể phối hợp cùng với liệu pháp tâm lý hành vi để điều chỉnh hành vi tình dục như cờ ác kiểm thuốc chống trầm cảm, thuốc xẻ thần kinh hải, thuốc giải sốt ruột và cờ ác kiểm thuốc trị liệu tâm thần kinh hải cờ ác kiểm. Phó giáo sư, thí sinh Nguyễn Văn Tuấn khuyến cáo, khi phát hiện thai phụ bị trầm cảm hoặc trẻ kinh ha, thanh nữ gặp gỡ những vấn đề về sức cốc hải sinh sản, những người chuyển giới nếu gặp gỡ những vấn đề về tâm sinh lý, những người cốc hải mạnh nhưng có bất soàn về sinh lý thì nên đi khám thêm chuyên ngành tâm thần để điều trị kịp thời, phục vụ tốt với điều trị ở giai đoạn sớm của bệnh.